Để tiếp tục chương trình, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tin cộng đồng lễ cầu nguyện cho Việt Nam. Tưởng nhớ ngày quốc hận 30 tháng 4 1975 tại giáo sứ mẹ Việt Nam thuộc tiểu bang Maryland và lễ tri ân cha mẹ do nhóm tình nguyện sen vàng tổ chức tại Coastville Presbyterian Church, tiểu bang Maryland do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. thứ ba ngày 30 tháng 4 đánh dấu 44 năm ngày miền Nam Việt Nam tự do bị Cộng sản Bắc Việt xâm chiếm. Cả nước lâm vào cảnh lầm than đói khổ. Trong các thánh lễ cuối tuần ngày 4 và 5 tháng 5 tại Giáo sứ Mẹ Việt Nam thuộc Tổng giáo phận Hoa Thịnh Đốn, tọa lạc tại thành phố Silver Spring từ bang Maryland, giáo dân hiệp thông cùng cha chủ tế đặc biệt cầu nguyện cho đồng bào bên nhà sớm thoát khỏi chế độ độc tài Cộng sản và được hưởng tự do dân chủ và cho đất nước Việt Nam có độc lập chủ quyền thật sự, thoát khỏi nguy cơ thôn tính và diệt chủng của Cộng sản Trung Quốc. Trong thánh lễ cũng cầu nguyện cho các anh chị em quân dân cán chính đã ngã xuống, cách này hay cách khác để bảo vệ nền tự do, dân chủ và độc lập của nước Việt Nam Cộng Hòa. Sau các thánh lễ, giáo dân xuống dưới phía hội trường để xem triển lãm về những tiền và tem Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, cũng như phù hiệu các binh chủng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đồng thời cũng có chiếu hình ảnh ngày 30 tháng 4 năm 1975 và cảnh di tản vượt biên do nhóm giới trẻ của giáo sứ phụ trách.